Không, cái cam này không chặt đâu. Cam này chắc nên ăn rồi, chặt làm gì. Đây, dựng dựng nguyên ở chỗ này ra. Cái này mai tháo sâu thôi. Tạm đi mấy hôm.
Tiếc đấy. Yeah.
sao đấy.
Thôi hôm nay bốn ông Phan về mà. Hả? Thôi hôm nay lại không có chỗ ngủ rồi. Thế tối nay cháu ngủ ở đâu ông? Thôi ngủ tạm với ông một hai tối, ngày mai dựng rồi. Đấy nữa là đấy, cả cái này ông cũng dỡ thì hết chặt hai cây cam. Cây cam này cũng yếu rồi. Bố ơi. Hay là tối nay ngủ ở đây tạm nhá. Mai là có chỗ ngủ mới rồi. Thôi cất cả nó xong đi, tôi ngủ ông tí đi. Hay là dọn đồ xuống nhà tắm ngủ cũng được, hay là đi chỗ chỗ bà nãy. Một hai hôm thôi. Hả? Thật á? Ok đấy. Ông ơi. Hử? Cái cam này có cần chặt nữa không? Không, cái cam này không chặt đâu. Vâng. Cam này sắp lên ăn rồi, chặt làm gì? Vâng. Đây dựng dựng nguyên ở chỗ này nhá. Vâng. Nguyên chỗ này ra đến chỗ này thôi. Mấy cái cây này không phải chặt đâu. Làm thế là quá rộng rồi đấy. Chuyển ra hết, hết chỗ kia rồi. Mai là cái hướng ra chỗ này thì cam chín đỏ rực ở bên khu này. Rồi, hộ ông một tí, nếu không thì tối nay tối luôn. Để mai là gì chứ? Ôi, con này còn tốt.
Và mới khó chứ, khá thì nhanh. Nhờ. Ui, ui. À. Để ngày mai dựng để uống nước á. Còn đấy đây. Tôi quét chỗ này để ngày mai các bác về hồ dựng thì chỗ uống nước. Hả? Cái này mai tháo sâu thôi. Nha. Đấy, quét cho nó sạch luôn. Khi nào dựng nhà theo hướng này hả ông? Đây, vẫn cứ theo hướng này. Đặt những cái chỗ này hợp lý chưa? Ừ. Hết cái khung này luôn nhá. Đấy, lấy cái hướng xuống dưới này. Bóng ơi. Dạ. Về quét sạch chưa? Được. Xong đi dọn đồ rồi, sắp tối rồi. Đừng kéo ngã đấy. Vâng. Xuống đi. Ngã xuống thì. Chết đấy. Xuống đi. Đấy, ngày xưa ông ở một mình thì đúng mỗi cái nhà như thế thôi, bây giờ lại dỡ đi. Giơ tay đây. Ồ, mấy cái ghế đi đâu hết rồi nhờ? Ăn được rồi đấy. Còn tròn quả táo ăn to ăn. Này bắt nước ăn được rồi đấy. Đây. Ngọt tiêu hạn được chưa? Hơi chua.
Thôi hai cháu tắm rửa xong là chuẩn bị nấu cơm nhá. Đồ ông lấy vào trong kia lộn xộn hết rồi, tí tìm sau thôi.